chào mọi người nhé. Nay em lên cho mọi người ba con máy, bốn con máy đi ha, bốn con máy. Mình có bốn con máy cắt cỏ thì mình thu của khách. Thì cái con này là con chuẩn chỉ nhất. Con này thì khách của mình nhé, người ta vừa mới đổi TG53. Thì nói chung là hàng này là vì người ta cũng muốn mua đổi Maru thôi, nhưng mà do không có hàng, hết hàng, hết 500 hết hàng, nên là đang cháy hàng, nên là không có để mà giao cho khách. Thì mình cũng tháo ra mình kiểm tra, tại vì đây là một con máy giá trị ha, máy giá trị, tức là máy công suất lớn, đi mua mới thì nó trên 7 triệu con máy này. Thì mình cũng tháo ra kiểm tra thì bố còn zin và chưa hề mòn bao nhiêu hết. Nói chung là Nomada cái khách này ấy, người ta dùng theo cái xu hướng là không muốn mất tiền cho thợ. Tại sao là mình lại nói như vậy? Là vì ấy, khách người ta chỉ xài trong vòng 1 năm. Thật ra 1 năm người ta không thể nào người ta đánh hết, 1 năm ngày nào người ta cũng đánh là không có. Đó, nói 1 năm nói cho sang thôi chứ thật ra là không đến đấy. Nhưng mà nó gọi là mình cái Nomada rồi, nói là trôi bảo hành đi. Trôi bảo hành của nhà sản xuất đi. Là người ta đổi cái máy khác thì máy nó không có trục trặc cái gì cả, và người ta chấp nhận mua giống như 1 năm là mua bảo hiểm. Làm như vậy thì nó sẽ không phải đi sửa máy đó, vì nó xài mà chưa máy chưa hư thì đi đổi rồi đấy. Nôm na là nói cho mọi người hiểu như vậy, là đổi rồi đó, là đổi máy khác rồi. Thì đổi máy mới, máy thùng mình dùng thì em kiểm tra hết mọi thứ là thấy chuẩn chỉ, ok, máy nổ ngon lành cành đào và găng ti nhuyễn ok hết nha, máy còn rất là chuẩn chỉ nhá. Chỉ có là nhìn nó cũ màu thôi, chứ còn tất cả chức năng này người ta kỹ, người ta cuốn như này vào, bắt đầu cái đó là ok. Đầu bò đầu điếu là còn nguyên hết nhá, zin hết nhá. Đó, đây là 500. Chơi tí rồi, ở đây thì em thanh lý tiếp người hai con cắt cỏ này, thì máy cũng vừa thu của khách. À quên, con máy đó em bán là 4,3 triệu, bác nào chốt thì liên hệ em. Đó, 4,3 triệu con máy đó. Còn con này thì em cũng thu của khách này, NB321 tức là 32cc, piston rơi đó tầm 36 ly gì đó, hàng hệ nhá. Cái này thì em cũng chưa cho nổ, nhưng mà hơi hám em kiểm tra thì rất ok. Đó, hơi hám chắc nịch, nói chung hơi hám ok đó. Mà máy là hồi xưa mua em hơn 2 triệu, thì con này giờ em sẽ bán thanh lý 1,4 triệu. Đó, 1,4 triệu cho bác nào làm ha. Đó, đầu bò đầu điếu đầu con khách đang dùng còn bình thường này. Đó, 1,4 triệu con máy này. Rồi tiếp thanh lý tiếp con này. Con này thì em giật thấy nó nhẹ hơi, cần củng thì không biết còn ok không, nhưng mà khách đang dùng thì chắc là còn ok, còn đang nổ gì đó, xoay rất là êm, đầu bò đầu điếu còn. Đó, thì con này thì em bán anh em về dọn lúc làm gì làm. Đó, 600.000 nhé, 600.000 nhé. Đó, con này 600.000, khách chắc còn đang nổ đây. Hơi mình giật thế là hơi nhẹ so với máy nguyên pin đó. Đó, anh em nào làm thì alo em. Rồi còn con cuối cùng nữa, con này em cũng thu của khách ha. Này em chỉ kiểm tra tình trạng đó, đầu bò đầu điếu thì như này nhé, FS3900 đơn vị sản xuất. Nào, con này mình giật thấy thì nhẹ hơn. Đó, con này là nhẹ hơi rồi, nhẹ hơi nhá. Đó, còn cũng không nổ nên là nhẹ hơi không nổ, không biết, nhưng mà khách tình trạng khách đang dùng nên là chắc là không vấn đề gì đâu, ra ga bóp bình thường. Đó, cái con này khách nào mua thì em để cho 900.000 cái sát này ha. Đó, máy này thì trị giá của nó mới mới thì mua phải trên 3 triệu con ạ, để với nó hàng cái tìm chính hãng thì nó phải trên 3 triệu. Đó, hôm nay còn cái nòng cái nhẹ hơi nào có cái máy giống như này cũng muốn mua phụ tùng thì 900.000, cần cũng công ty đầu bò đầu đĩa là mấy trăm ngàn rồi. Nói chung là em bán thanh lý cho mọi người, bên nhà em là đồ đạc rất là nhiều. Ở đây còn có máy này nữa. Oh, phải bán hết luôn. Máy này thì đang nổ bình thường, máy này là khách mua ở trên mạng đấy, mình nói cho anh chuẩn luôn là khách mua trên mạng Makita, khách mua trên mạng là M2002. Vì con mua cho bố, nhưng mà ai già thấy bố khỏe quá. Đó, vì mua cho bố cái máy nhỏ nên là không có dùng được, ông đổi máy mới luôn, máy to hơn. Rồi, con này thì máy nổ ngon lành cành đào hết rồi, nói chung là máy còn đẹp lắm. Đó,
máy hàng sưu tầm. Đây nhà bán trên mạng thì toàn những máy lượng như típ á, thì nó rất là đẹp, có bát sáng 7 màu, chế xăng qua Moro. Thì con này em bán là 850 nhá. Máy đổ qua lành hết rồi nhá. Anh em nào thích con nào thì số bản màn hình gửi qua Zalo bên em 0974 4 chữ nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.